Với chúng tôi là Trần Như và Diễm Thi xin kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 30 tháng 7 với một số tin tức đáng chú ý. Tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống thông tin sân bay Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ chuyển trả đất tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản. Thưa quý vị, hệ thống màn hình tại hai sân bay nội bài và tân sân nhất cũng như trang web của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines trong ngày 29 tháng 7 bị tin tặc tấn công. Truyền thông trong nước loan tải vào chiều ngày 29 tháng 7, một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn và nội bài Hà Nội bị chèn hình ảnh và nội dung được nói là xúc phạm đến Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ông Nguyễn Nhật cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đã ngăn chặn tình trạng đó để chặn đứng bọn tin tặc. Hoạt động check-in ở các sân bay xảy ra hiện tượng vừa nêu đã được thực hiện bằng tay, nhiều hãng máy bay tại nội bài phải sử dụng loa tay để thông báo cho khách hàng. Sân bay Phú Quốc cũng phải cắt internet để chặn tin tặc. Đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cũng xác nhận trang chủ của hãng này bị tin tặc. Tuy nhiên, khoảng thời gian bị mất quyền kiểm soát bao lâu thì chưa được xác định. Tin nói có 411.000 dữ liệu của hành khách đi máy bay của Vietnam Airlines bị bọn tin tặc thu thập. Giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng AnTen của Việt Nam, ông Võ Đỗ Thắng cho biết, căn cứ thông tin để lại trên trang mạng của Vietnam Airlines thì nhóm tin tặc tấn công có tên là 1937cn.net. Nhóm 1937cn được nói thường xuyên tấn công vào các trang chủ của nhiều doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam. Vào năm 2014, nhóm 1937cn từng tấn công hệ thống màn hình và loa tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong vụ việc hôm 29 tháng 7 vừa nêu, nhóm 1937cn cho tung lên mạng toàn bộ cơ sở dữ liệu được nói là thông tin tài khoản của 411.000 khách hàng Lotus Miles do Vietnam Airlines phát hành. Trung Quốc thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra vụ việc viên chức tại sân bay Tân Sơn Nhất bút phê vào hộ chiếu có in hình lưỡi bò của một du khách Trung Quốc nhập cảnh vào cửa khẩu Sài Gòn. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu như vừa nêu đưa lên trang mạng của cơ quan này cho rằng việc bút phê với từ ngữ bị cho là dung tục như thế là hành vi trơ chẽn và hèn nhát. Phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải tiến hành điều tra và nghiêm trị đối tượng có trách nhiệm. Hãng thông tấn AP loan tin này vào ngày 29 tháng 7 cho biết không thể liên lạc với phía chức năng Việt Nam để hỏi ý kiến. Xin được nhắc lại, vụ việc vừa nêu xảy ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua. Hồi đầu tháng, cơ quan công an cửa khẩu Việt Nam tại Đà Nẵng và Phú Quốc cũng từ chối đóng dấu thị thực nhập cảnh vào hộ chiếu công dân Trung Quốc có in hình lưỡi bò. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, tòa trọng tài thường trực ở La Hay công bố phán quyết đường Đức Khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông là phi pháp. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn nói không chấp hành phán quyết của tòa. Hoa Kỳ hôm nay cho biết đang chuẩn bị kế hoạch chuyển trả đất tại Okinawa ở Nhật Bản. Kế hoạch này được nói là lớn nhất kể từ năm 1972 cho đến nay. Trung tướng Lawrence Nicholson, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Okinawa cho biết như vừa nêu trong thông cáo báo chí đưa ra. Theo đó, khi những sân bay trực thăng mới hoàn thành, 40 km vuông đất thuộc các căn cứ Mỹ trên đảo sẽ được chuyển giao lại cho chính phủ Nhật Bản. Số này chiếm chừng 17% tổng diện tích của các căn cứ. Okinawa là nơi đặt các căn cứ quân sự chính của quân đội Mỹ tại châu Á. Có chừng 30.000 quân nhân Hoa Kỳ đóng ở các căn cứ trên đảo, chiếm đến 1 phần 5 diện tích của đảo Okinawa. Cư dân địa phương ngày càng phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đảo do những vụ vi phạm. Gần nhất là vào tháng rồi, một công dân Mỹ có tên là Kenneth Franklin bị bắt do có liên can đến vụ ám sát một phụ nữ địa phương 20 tuổi. Thỏa thuận trả đất tại Okinawa được hai phía ký kết vào năm 1996, sau khi xảy ra vụ việc ba binh sĩ Hoa Kỳ hiếp dâm một nữ sinh Nhật. Cũng theo thỏa thuận ký kết, một số toán quân Mỹ sẽ được đồn trú ngoài Okinawa, nhóm khác được đưa đến những nơi ít dân cư hơn ở trên đảo. Cơ quan chức năng Indonesia hôm qua 29 tháng 7 vẫn cho hành quyết bốn phạm nhân về tội buôn ma túy, mặc dù có phản đối từ quốc tế. Bốn người bị xử bắn chẳng bao lâu trước nửa đêm, gồm một người Indonesia và ba người Nigeria tại nhà tù trên đảo Nusa Kambangan. Trước đó, chính quyền Jakarta cho biết có 14 tử tù vì buôn bán ma túy phải bị xử bắn. Thân nhân các tổ chức nhân quyền và các chính quyền nước ngoài lên tiếng yêu cầu tha mạng cho cả 14 người. Đây là đợt xử tử lần thứ ba dưới thời của Tổng thống Joko Widodo, các tử tù bị buộc tội buôn lậu ma túy bị xử bắn. Đợt xử tử 14 tử tù buôn ma túy vào năm ngoái gây phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt ở Australia vì nước này có hai công dân nằm trong số đó. Đợt xử tử mới nhất không thu hút chú ý của truyền thông bằng lần năm ngoái. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu, EU, Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc, chính quyền Úc và một số quốc gia khác tiếp tục lên tiếng về án tử hình mà Indonesia sử dụng đối với tội phạm buôn lậu ma túy. Jakarta cho rằng đất nước đang phải đối đầu với nạn lạm dụng ma túy, nên biện pháp xử tử những kẻ buôn bán loại chất cấm đó là cách thức ngăn chặn. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.